Đây nào, hôm trước mọi người thắc mắc nhiều về cái bài giữa này đúng không? Cái này đúng không? Đây, hình này đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ demo lại về cái này. Thực ra cái này và cái này, ba cái trông thì nó hơi phức tạp hơn nhau tí, nhưng mà về mặt bản chất để làm là cái này thì nó là một thôi. Ở đây thì chúng ta đang thấy là nó có cái sự lồi lõm đó. Nó có sự lồi lõm của hình. Thì bây giờ chúng ta cứ quan sát những cái hình khối mà chúng ta nhận diện được nó thì bắt nguồn từ cái gì? Bắt nguồn từ vấn đề là sáng tối. Thế thôi. Khi mà tôi đặt một cái đối tượng như thế này, ánh sáng đập lên cái phần mà ngửa lên trên thì chúng ta sẽ thấy sáng. Chỗ nào mà nó cúp xuống, nó không nhận được nhiều ánh sáng thì nó tối. Thế thì ở đây chẳng qua là vấn đề chúng ta sẽ phải chạy được đúng chiều ánh sáng thôi. Chỗ nào mà lồi thì chúng ta sẽ làm cho nó sáng, chỗ nào mà lõm thì chúng ta sẽ làm cho nó tối. Bây giờ chúng ta xử lý vấn đề như sau. Trước hết là vòng tròn đã, đúng không? Đây, tôi sẽ vẽ một vòng tròn. Chúng ta sẽ giữ Ctrl vẽ ra để cho nó thật tròn. Sau đó thì bắt đầu là công cuộc tô. Thì tô thì chúng ta sẽ vào công cụ Interactive Fill. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn chế độ tô là gì ạ? Fountain Fill. Chúng ta sẽ chọn chế độ tiếp theo là gì ạ? Tô theo hình tròn. Ở đây chúng ta có thể là gì ạ? Dịch để cho nó sáng hay nó tối như thế này. Và nếu như mà các bạn muốn là các bạn có thể điều chỉnh thêm, hoặc là không thì chúng ta sẽ ra giảm bớt cái màu này cho nó đỡ tối, nó đỡ tối quá. Ví dụ như thế này. Thế sau khi mà chúng ta điều chỉnh xong về cái độ sáng tối cần thiết nữa thì các bạn có thể thêm thêm các điểm này vào đây để chúng ta có thể là cho nó chạy nó ít bị các cái độ mà nó vênh nhau quá, hoặc không thì vứt thẳng thằng này đi. Vứt đi hoặc là đổi hẳn màu đi cho nó sáng nữa. Ví dụ thế đến đây. Sorry sorry, điều chỉnh lại thêm một tí nha. Tròn này này là bắt đầu chúng ta có gì nhỉ? Có chiều sáng chiều tối rồi đúng không? Có chiều sáng chiều tối rồi thì bây giờ chúng ta làm gì tiếp? Copy này, Shift thu vào đến đây, chuột phải, tôi có hình thứ hai nha. Tiếp tục nữa này, Shift này, chuột phải nữa, tôi có hình thứ ba. Với hai cái hình này tôi sẽ chọn nó và tôi sẽ combine lại thì nó sẽ rỗng lòng ở giữa đúng không? Nó chỉ còn là một vành thôi. Đến đây thì chúng ta sẽ tiến hành hiệu chỉnh. Tôi có thể làm sao đây ạ? Đổi màu hoặc là tôi hiệu chỉnh nó. Này, bây giờ thay vì việc là sáng ở phía trên thì tôi làm sao đây ạ? Kéo cái sáng về phía dưới. Đến đây xong, chúng ta sẽ bỏ cái viền này đi, chọn tất cả chuột phải vào ô gì đây, không tô, bắt đầu nhìn rõ cái sự lồi lõm của nó chưa? Thế bây giờ mình cứ lặp lại như thế thôi. Bây giờ tôi lại shift này, thu vào đây này, chuột phải này, muốn lồi thì để thế này, còn muốn lõm thì làm sao? Lại hiệu chỉnh lại ngược chiều. Tiếp tục. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó cứ đảo chiều lên xuống ngược chiều nhau. Thế còn cái này, cái hàng đinh tán, ví dụ hàng đinh tán thì đây, tôi có thể nhân bản một cái này lên đây. Thu nhỏ nó lại, giữ shift thu nhỏ, tròn đều nó lại. Sau đó thì tôi sẽ gióng hàng nó cùng với cái to nhất. Giữ shift, chọn cái to nhất, nhấn gì đấy ạ? Thẳng. Ok, C. Rồi, thẳng hàng. Tiếp nữa
thì tôi sẽ nhân bảng thằng này kéo xuống dưới, trong lúc kéo giữ shift để cho nó thẳng hàng, chuột phải, vậy là tôi có cái thứ hai, cái này và cái này. Đấy, nếu cần thiết thì đây, gióng lại thêm một lần nữa, và bây giờ tôi chỉ cần hai thằng này thôi nha. Tạm thời group lại, Ctrl G. Vậy lúc này nó sẽ hoạt động như là gì đấy? Như là một đối tượng thôi đúng không? Bây giờ gióng hàng thêm một lần nữa. Gì đây ạ? Vừa nãy là chúng ta gióng theo chiều dọc rồi, gióng ngang là gì? Gióng ngang là phím gì mọi người còn nhớ không? E đúng không? Hai cái đều là center, nhưng mà một cái đã chiếm mất chữ C đầu rồi, thì cái center thứ hai nó sẽ lấy cái từ thứ hai là E. Đấy. Thế bây giờ đã đồng tâm chưa? Cái hai cái đối tượng đinh tán nhỏ này nó đã đồng tâm với lại cái hình tròn to chưa? Khi mà nó đã gióng cả C cả E rồi thì chắc chắn là nó đồng tâm. Bây giờ tôi chỉ việc là giải quyết phần còn lại thôi. Nhưng trước hết là chúng ta phải kiểm tra lại cái góc cận bức đã. Góc cận bức thì hôm trước hình như là chúng ta đã đổi rồi, cho nên là bây giờ chúng ta phải đưa nó về góc chuẩn đây là 15 độ đi. Đây, bây giờ việc còn lại của chúng ta là nhân bản và quay. Giữ phím Ctrl khi mà chúng ta quay đối tượng thì nó sẽ cưỡng bước 15 độ đúng không? Chuột phải, vậy là tôi có thêm được cặp thứ hai. Ctrl R, repeat, nhắc lại. Đến đây là tôi sẽ có thì đây, hàng đinh tán. Ngôi sao có thế không? Ngôi sao cũng thế thôi. Giữ Ctrl vẽ ra. Bây giờ tôi lấy một cái màu nào đó đưa vào thằng này. Ví dụ thế. Sau đó thì chúng ta cũng tiến hành lại là gì đây? C này. Gióng hàng cho nó thẳng giữa này. Đó. Sau đó lại nhân bảng thằng này. Xuống dưới này, chuột phải. Nếu chuẩn nữa thì có thể là mình sẽ lật, tại vì lúc này là ngôi sao nó chạy xuống dưới rồi mà, đúng không? Chạy xuống dưới, chạy theo vòng tròn thì như thế này là ngược, chúng ta có thể đảo ngược nó lại. Đấy, bây giờ thằng này với thằng này, hai thằng lại group lại với nhau để coi như thành một thể, gióng lại cùng với cái hình lớn này CE để đảm bảo là đồng tâm. Sau đó thì chúng ta lại giữ Ctrl, chúng ta lại quay thêm một lượt nữa. Nhưng vì là hình thứ nhất là to, thứ hai là bản thân cái hình nó to, thứ hai là cái đất ở bên trong nó chật hơn, cho nên là cái góc quay của nó sẽ lớn hơn. Bây giờ giữ Ctrl này, đây là 15 này, kéo quá thì thêm một lượt nữa là 30 này. Chuột phải nhân bản, sau đó lại Ctrl R, repeat, nhắc lại. Đấy, đại loại là nó như thế này thôi. Bản chất ở đây thì có hai vấn đề chúng ta cần phải lưu ý thôi. Một là để diễn tả các bộ lồi lõm thì chúng ta phải nắm được quy luật chiếu sáng và khuất tối. Đấy, thì chúng ta cứ đặt liên tiếp các cái vành của cái khiên này theo cái chiều sáng ngược nhau, một cái ngửa lên thì chúng ta sẽ chạy phần sáng lên trên, cái nào úp xuống thì chúng ta sẽ kéo phần sáng theo chiều ngược lại. Đấy, và như thế là chúng ta sẽ tạo ra được cái nguồn chiếu sáng để giả lập về cái chiều lồi và chiều lõm, chiều ngửa lên và chiều úp xuống. Thế còn lại thì là gì đây? Vấn đề về quay, lệnh quay, lệnh rotate. Ở đây quy định là gì đây nhỉ? Đồng tâm với nhau với lại cái vành tròn lớn ở bên ngoài. Vậy thì chỉ cần đơn giản là nếu như chúng ta đã gióng và đồng tâm cả trục dọc cả trục ngang thì kiểu gì chúng nó cũng trùng tâm với nhau. Và như thế thì các bạn tiến hành quay kiểu gì nó cũng sẽ chạy trên cái vành của cái hình tròn này thôi, không thoát đi đâu được cả. Thế tiếp đến là cái hình này nhé, hình thứ hai này. Hình thứ hai thì hình này thực ra nó rất là đơn giản thôi, nó đều là cái kiến thức mà chúng ta đã trao đổi với nhau rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau demo về cái hình này. Thứ nhất là vành tròn ở ngoài này. Đó. Đây là vành tròn ở ngoài. Tôi có cái vành này. Sau đó thì tôi tiến hành là giữ shift thu đều vào bên trong một tí. Vậy là tôi có vành bên trong. Trước khi mà xử lý thì tôi có thể là Ctrl C copy để tôi lấy cái vành bên trong. Xử lý cái vành ngoài trước nhá. Chọn cả hai cái và chúng ta combine. Vậy là tôi sẽ có cái vành bên ngoài. Đúng không nào? Tiếp nữa, bây giờ tôi Ctrl V, tôi dán cái vành vừa rồi vào cái mà tôi copy ấy, bên trong ấy. Và bây giờ chúng ta lại quay trở lại với kiến thức cũ này.
khi mà transform mà chúng ta giữ shift thì nó sẽ làm sao đây nhỉ? Kéo một đầu thì đầu kia nó sẽ hoạt động tương ứng đúng không? Nhưng theo chiều ngược lại. Ok, đến đây. Tôi được một hình. Bây giờ đây là bao nhiêu ấy ạ? Bao nhiêu cảnh ạ? Quay thôi. 15 độ này, 30 độ này, ví dụ thế. Rồi, nhân bản lại Ctrl R. Việc đến đây, tôi sẽ hàn tất cả cái đống này lại. Đúng không? Giữ an này, chọn hết cả đống này, vậy là mình lấy được hết. Giữ shift, loại bỏ vành ngoài ra, là bây giờ tôi sẽ chọn được tất cả các cánh bên trong. Lệnh well, lệnh hàn. Hàn lại, tôi sẽ có một cái này. Bây giờ việc còn lại là gì? Nhận thức làm sao để tô màu cho nó ra được cái này. Cái này có phải tất cả mọi thứ đều hướng vào tâm không? Đúng không? Vậy đã có tâm thì nó sẽ là gì? Nó sẽ là kiểu gì? Kiểu tô gì đây? Nó chính là kiểu tô Konica đây. Đó, đây, chúng ta sẽ tô kiểu này. Tô chuyển này. Nhưng mà ở dạng gì đây? Ở dạng Konica. Bây giờ tôi sẽ điều chỉnh hai cái màu mẫu đó, nó sẽ xen kẽ nhau. Thực ra đây này, các bạn nhìn đây này, một màu này, một màu đỏ này, một màu vàng, một màu đỏ, một màu vàng. Vậy thì ở đây nó sẽ là làm sao xen kẽ nhau, cứ một điểm điều khiển màu đỏ thì sẽ có một điểm điều khiển màu vàng, cứ cài răng lược với nhau như thế. Có bao nhiêu điểm tất cả, có bao nhiêu cánh thì các bạn sẽ phải có bấy nhiêu lượt màu đỏ và vàng xen kẽ nhau, cộng thêm một. Có biết tại sao lại phải cộng thêm một không? Tại vì khi mà nó quay 360 độ để nó đảm bảo thành một hình tròn thì điểm đầu và điểm cuối nó sẽ khớp vào với nhau. Đó, điểm đầu điểm cuối khớp vào với nhau. Nếu như mà bây giờ tôi lại điểm đầu điểm cuối mà khớp vào với nhau thì hai điểm ở hai đầu nó phải trùng màu nhau, thì đến lúc mà khép lại 360 độ thì nó mới trùng màu được. Còn nếu mà chúng ta có 12 cánh mà chúng ta lại chỉ để có 12 điểm màu thôi thì đến cái đoạn mà khớp vào với nhau là nó sẽ vênh màu. Đấy, đơn giản thế thôi. Thế bây giờ việc của các bạn là gì đây? Ví dụ bây giờ tôi đưa màu vào đây. Đúng không? Một đỏ này. Ok. Bây giờ sẽ là gì đây? Một vàng này. Sau đó lại một đỏ này. Xong lại một vàng này. Đây, lấy màu này đi cho nó. Được rồi, một đỏ, một vàng này. Đây, chỉ cần nhìn qua một tí bắt đầu mọi người nhìn thấy là gì đây nhỉ? Bắt đầu nó phân ra như thế rồi đúng không? Thế thì cuối cùng ra là cứ thế thôi. Mình cứ lặp đi lặp lại, nếu đã đọc ra được cái quy tắc rồi thì cứ thế mà thực hiện thôi. Thế việc còn lại là chúng ta sẽ điều chỉnh làm sao cho gì đây? Cho các cái múi này nó cân. Khó nhất là cái đoạn đọc ra cái quy tắc thôi. Chứ còn đã đọc ra được quy tắc rồi thì cái việc mà làm cho nó cân thì lại rất là dễ. Đấy, trước tiên là đủ số đã nhá. Đấy, ví dụ này. Và cuối cùng nhất quyết là cái gì đấy? Cái điểm cuối này của chúng ta là nó phải làm sao? Nó phải là điểm màu đỏ. Này, điểm này chắc chắn là phải là điểm màu đỏ. Vì sao? Vì là nó sẽ khớp vào với nhau. Đấy, đại loại là thế này.
trước hết là này, thế còn việc của chúng ta là bây giờ là sẽ dồn 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 các cái điểm này làm sao cho nó gì đây, nó vào được đúng cái vị trí của nó. Ví dụ đây, kéo thằng này về vị trí, kéo thằng đỏ này về vị trí của thằng đỏ, đúng không? Vàng này về vị trí của vàng, đỏ về vị trí của đỏ. Đấy, nếu thiếu cái điểm nào thì các bạn sẽ phải bổ sung vào, thừa thì xóa đi, thiếu thì bổ sung. Đỏ này, vàng này. Đấy, cuối cùng ra là chúng ta làm trực quan thôi, thiếu cái nào thì bổ sung thêm cái đấy. Túm lại là chúng ta chỉ cần quan tâm là có đúng cách hay không thôi. Đấy, bây giờ thiếu hay thừa thì các bạn sẽ xem và các bạn điều chỉnh. Đó, đây, vàng này thì phải ra đây, đỏ này về đây. Đấy, cứ dồn làm sao cho cái điểm nào nó về đúng điểm đấy. Đỏ là ở giữa cánh này, đúng không? Cứ vàng là ở phần lõm. Đấy, thấy chưa? Đấy, quy tắc của cái này nó chỉ thế thôi. Mất công làm sao làm cho đủ. Cứ một đỏ một vàng, một đỏ một vàng xen kẽ nhau cho tới khi nào mà nó đạt được cái yêu cầu như là chúng ta mong muốn. Đấy. Còn nếu mà thích thì làm trực quan luôn, cũng không cần phải vào kia nữa. Ví dụ đến đây, đúng không? Tôi nhấp đúp một cái và tôi chọn từ đây, tôi chọn màu đỏ. Đó, thế xong rồi lại tiếp tục ở đây thì là vàng. Ở đây lại đỏ. Xong đến đây lại thì lại vàng. Đấy, cứ thế mà làm thôi, cho đến khi nào mà các bạn đủ được cái số cánh là xong. Muốn làm cho đẹp, làm cho kỹ thì các bạn ngồi làm tận mặt, cẩn thận từng tí một cho tôi. Thế là đây là cái vòng này nhá. Cái thằng này thì chẳng qua khác về hình thôi, đúng không? Cứ đặt trái chiều thôi, đặt trái chiều là nó hoặc là lõm hoặc là lồi. Các bạn đã làm được cái này thì cái này với cái này nó trên cùng một nguyên tắc, không cần phải giải thích nữa, đúng không? Tiếp đến là cái hình này đi. Hình này thì bây giờ chẳng qua nó là các bạn biết lấy cái gì, biết lấy cái gì. Thì đây, trước hết là về hình đá. Về hình đá thì chúng ta sẽ thấy đây là một khối trụ, đúng không? Một khối trụ tròn. Thế trước tiên là tôi sẽ vẽ ra một hình elip thế này đã này, một hình chữ nhật này. Đấy, bây giờ sẽ hoặc là thằng này theo thằng này hoặc là thằng này theo thằng này, ngược lại. Thế bây giờ tôi đo lấy một thằng nhá, chọn này, đây là kích thước chiều ngang này, copy lấy này. Đó, lại chọn thằng này và tôi cũng lấy cái kích thước chiều ngang, tôi cho vào, dán vào, enter, vậy là nó bằng nhau về mặt kích thước chiều ngang. Hai thằng này giống C cho thẳng hàng đi. Bây giờ bạn kéo cho tôi cái này về cái vị trí làm sao cho nó khớp. Tiếp tục nữa, kéo thêm một lượt nữa xuống dưới này cho tôi. Thằng này khớp rồi thì làm sao? Chọn thằng trên thằng dưới hàn vào với nhau. Vậy là chúng ta sẽ được cái phần chân đế. Bây giờ việc còn lại là tô thôi. Tất nhiên ở đây là cái mẫu mahogany là một cái mẫu ở trong cái mẫu pattern hay là mẫu texture mà Corel nó cung cấp, thì bây giờ chúng ta chọn tô thôi nhá. Ở đây chúng ta sẽ chọn về cái pattern này, đây pattern fill này, đây trong này thì nó sẽ là cái này texture, nó là texture fill. Texture fill thì bây giờ chúng ta sẽ sổ danh sách này ra, tìm tới cái danh sách mà nó có chứa cái mẫu đó. Mẫu này là mẫu nó gọi là Mahogany.
đây ví dụ đó, sau khi chọn được rồi thì bây giờ nhấp OK, chúng ta tô thằng này vào đây. Tiếp nữa thì chúng ta có thể là copy. Đấy, thì đơn giản là bây giờ tôi hả dán là sao là copy màu đấy. Đấy, bây giờ kéo thôi, chuột phải kéo thẳng vào đây thôi, đúng không? Copy fill here. Thế đến đây thì chúng ta sẽ làm thêm cái thao tác là đưa thằng này lên trên, đúng không? Shift path up, đúng không? Đưa thằng này lên trên. Bây giờ mình sẽ điều khiển trực tiếp này. Ví dụ như thế này là tạo ra đứt đoạn, thì tôi kéo hẳn cái thằng này lên để cho thì đấy, cái mẫu này nó liền mạch này. Đến cái thằng trên này thì chúng ta sẽ kéo dẹp xuống này, kéo xiên ra này, đúng không? Rất mọi thứ rất trực quan. Đấy, kéo xiên ra để chúng ta điều khiển cái chiều xiên này. Thực ra ở đây nó chỉ là cái làm sao để tạo ra cái hình khối thôi. Chứ còn tô thì chúng ta chọn được cùng mẫu tô là coi như xong, không phải nói nhiều. Những cái hình này thì thôi, hình này thì bản chất nó chỉ là nhắc lại gì? Một cái thứ cân thì các bạn muốn vẽ bao giờ các bạn cũng chỉ vẽ một nửa thôi, đơn giản là như thế. Đó, đây, muốn vẽ cái gì thì các bạn sẽ phải vẽ một nửa. Ví dụ đây, bất kỳ một cái gì. Thế đến bây giờ hoặc là nối vào, hoặc là các bạn có thể là dừng đây xong các bạn bắt nó tự nối cũng được. Đó, này chúng ta có gì nhỉ, close cup để cho nó tự nối lại. Đến đây chúng ta sẽ vẽ thêm một cái hình gì đây nhỉ, một cái hình chữ nhật để các bạn cắt, hoặc không thì đây quay trở lại thêm. Hôm trước tôi chưa nói cái phần này tại vì chưa có dịp nói đến nó, thì chúng ta sẽ nói thêm về cái lệnh này. Khi mà chúng ta sử dụng cái công cụ Shape Tool này thì tôi bấm vào thì nó sẽ chọn cho tôi được các cái gì nhỉ, các cái điểm điều khiển, đúng không? Đấy, và chúng ta sẽ có lệnh giống. Hôm trước là các bạn đã làm quen với lệnh giống các đối tượng rồi, Align Object. Còn ở đây là chúng ta sẽ làm là Align Node, tức là giống hàng các cái nốt điều khiển với nhau. Thì đây, các bạn muốn giống hàng cái nào thì các bạn chọn cái đó. Sau đó thì các bạn chọn tiếp cái nốt thứ hai mà các bạn muốn giống hàng. Đó, đây. Và bây giờ chúng ta có lệnh giống này, Align Node. Muốn giống theo thẳng hay là muốn giống theo ngang thì các bạn có thể chọn lấy một cái này. Đấy. Đấy, thì nó sẽ giống thẳng với nhau. Ở đây lưu ý một tí nhá, cái Align Node này nó cũng hoạt động theo giống nguyên tắc của Align Object, tức là có sự ưu tiên tùy theo là cái nốt nào vẽ trước, tùy theo cái nốt nào vẽ sau. Nếu như các bạn chọn một lượt, còn nếu các bạn chọn mà có thứ tự thì nó sẽ ưu tiên theo cái đối tượng được chọn sau. Đấy là sau khi mà chúng ta đã có được một cái này rồi, các bạn có thể điều chỉnh để các bạn làm cho nó mảnh hay là dày bình, đúng không? Sau đó thì chúng ta chỉ việc là giữ control, chúng ta lập sang bên kia là chúng ta sẽ lấy được phần đối diện, đúng không? Hai thằng này đã đối diện nhau, tức là cân nhau rồi, thì việc còn lại của chúng ta là chọn hai nửa này hàn vào. Thế còn việc còn lại tô cái gì là việc của các bạn, đúng không? Về mặt nguyên tắc nó là thế thôi. Tô thì thôi tôi không nói nữa, đúng không? Chỉ làm sao để vẽ ra được một cái cân. Thế còn bây giờ chúng ta xem tiếp đến cái hình này nhé. Đây, bài mẫu này chúng ta khóa một cái này lại và chúng ta vẽ nhanh trên cái này luôn. Local Object. Bài này thì chẳng qua nó là cắt hàm và tầng thứ thôi, cũng không có gì ghê gớm ở đây cả. Có thể kèm thêm một tí kẹo cái lệnh Smart Fill. Đây, quan sát vẽ thử một đoạn là các bạn sẽ biết cái quy cách của nó sẽ là như thế nào. Vẽ này, giữ phím phải chuột này di dịch để làm sao cho nó khớp vào với lại cái hình mẫu. Được một cái, đúng không?
Bây giờ vẽ cái thứ hai này. Đấy. Lúc nào cần di dịch thì ấn thêm phím phải chuột để di dịch. Đừng nhả phím trái ra. Bây giờ sử dụng công cụ gần đây, xong một cái, vẽ tiếp một cái nữa, vẽ tiếp một cái nữa. Ok, thế bây giờ làm cái gì? Đo màu nhá. Chọn này. Ở đây chúng ta có công cụ đo màu rời. Đó. Công cụ này thì nó hoạt động theo nguyên tắc. Kích thứ nhất là đo. Kích xong một cái thì nó chuyển sang tô là độ màu. Xong một thứ. Tiếp tục. Muốn đo tiếp lần nữa thì giữ shift thì nó sẽ hoán chuyển cho tôi sang thành cái gì thế nhỉ? Thành cái công cụ đo. Đấy, đo xong nhả ra thì nó lại trở thành công cụ đổ. 2 này, 3 này, 4 này, ví dụ thế. Thế bây giờ cái gì hàn vào cái gì? Cái này, cái này, cái này, ba cái này hàn vào với nhau thành một thể. Cái thằng này đưa lên trên cùng, shift bắt up đưa lên. Thằng này tô. Gì đây ạ? Chuyển này. Ở chế độ gì đây ạ? Đây. Vấn đề còn lại là màu thôi. Màu gì? Ví dụ tất cả đến đây, nếu như chúng ta bỏ cái đường viền đi thì trông nó sẽ ăn vào với nhau. Đây được cái nắp nhé, đó. Tiếp tục này, xem tiếp đến cái thân. Đây, thân thì trước tiên là tôi vẽ ra bằng một hình chữ nhật đã. Chúng ta có thể là điều chỉnh ít nhiều hoặc là lấy bằng cái trên nhé, hoặc là lấy bằng cái trên hoặc là lấy bằng cái dưới, một trong hai cái, hoặc không thì các bạn là gióng đi C cho nó cân vào là được. Cân rồi thì tí nữa chúng ta sẽ tính tiếp. Bây giờ lại quay trở về với lại cái công cụ Shape Tool nhé, công cụ Shape Tool, công cụ điều khiển này. Thì bây giờ chúng ta lấy cái công cụ Shape Tool này, bây giờ chúng ta bấm vào hình chữ nhật. Thì ở đây chúng ta lại phải làm quen với một khái niệm một chút. Giữa các cái hình mà các bạn vẽ ra bằng công cụ, tức là vẽ một cái là ra ngay, với lại cái hình mà chúng ta phải sử dụng công cụ vẽ để chúng ta vẽ là có sự khác biệt. Những cái đối tượng ví dụ như là hình chữ nhật này, hình ellipse này, hình ngôi sao này, ví dụ như thế, những cái đó nó có thuật toán riêng để mà nó diễn giải. Thì những công cụ đó vẽ ra hình nó được coi là đối tượng đặc biệt, và khi chúng ta sử dụng cái công cụ Shape Tool, công cụ M10 này thì bấm vào những cái điểm điều khiển này nó sẽ chạy theo quy ước của cái hình đặc biệt đó. Ví dụ như đối với cái hình chữ nhật này thì các bạn sẽ thấy là khi tôi chọn vào đây nó sẽ chỉ cho phép tôi là vê tròn hoặc là vắt chéo hay là vê tròn lõm các góc này thôi. Đây không phải là mong muốn đúng không? Vậy tôi muốn điều khiển nó theo cái cách của một hình bình thường. Hình bình thường là hình thế nào? Hình bình thường là hình thế này. Không phải là vẽ một cái ra ngay mà tôi phải vẽ kiểu như thế này mới ra. Đó, ví dụ thế này. Đấy, thì tôi khi mà tôi đưa trỏ chuột vào đây thì tôi có thể là điều khiển riêng từng góc này và không liên quan đến góc kia. Thì cái đối tượng này tôi muốn làm như thế thì tôi phải biến đổi nó về thành một đối tượng bình thường đã. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ vào lệnh là object, chúng ta sẽ vào lệnh gì đây ạ? Convert to curve, hay là phím tắt của nó là Ctrl Q. Sau khi mà chúng ta nhấn Ctrl Q thì cái hình này về mặt hình nó vẫn là hình chữ nhật nhưng nó sẽ bỏ đi các thuộc tính kỹ thuật riêng của nó. Và lúc này tôi có thể chọn được từng gì đây? Từng điểm điều khiển, đúng không? Sau khi tôi chọn được từng điểm điều khiển rồi thì tôi làm gì với nó? Đây, bây giờ chúng ta lại xem cái lệnh này. Chúng ta sẽ vào một cái lệnh là lệnh stretch or scale node.
cái lệnh này nó chỉ xuất hiện khi mà chúng ta sử dụng công cụ gì đấy ạ, Shape Tool. Chúng ta chọn các nốt điều khiển này thì nó hiện lên đây. Và bây giờ tôi nhấn vào lệnh Stretch or Scale Note này thì nó cũng hiện lên các điểm điều khiển, tay nắm điều khiển giống như là đối với một đối tượng. Nhưng nay không phải là làm việc với đối tượng nữa mà nó chỉ làm việc với các cái điểm điều khiển mà chúng ta chọn thôi. Vẫn giữ nguyên cái quy tắc cũ nhá, giữ Shift này, kéo này. Các bạn có thấy cái điều gì không ạ? Khi tôi chọn hai nốt điều khiển mà tôi có kéo như thế này thì nó sẽ kéo đều theo chiều ngược lại của nhau. Vậy là tôi làm cho phần trên này hơi xòe ra một tí. Đến đây tôi lại vẽ một cái vùng chọn này để tôi chọn hai cái gì đấy, hai cái điểm dưới này. Bây giờ tôi cũng lại làm lại theo cái thao tác đó là Shape or Scale Note, bấm vào đây. Lúc này giữ Shift thì tôi sẽ kéo theo chiều ngược lại là gì đây? Thu vào trong để cho chúng ta làm cho cái chân của cái phim này nó co vào trong. Ok, đến đây thì tôi được cái phần thân này rồi. Bây giờ việc của tôi là làm gì nữa? Tạo tiếp cái tròn này đúng không? Vẽ này, làm sao cho nó khớp này. Đấy, đại loại là như thế này. Khớp vào. Thế và việc còn lại là chúng ta sẽ hàn đúng không? Hàn cái tròn này vào với cái hình này để cho nó ăn vào với nhau. Cái bóng này thì quá đơn giản rồi, công cụ chúng ta đã biết. Vậy thì chúng ta chỉ việc là gì đây? Vẽ một đường đến đây, đúng không? Đến đây. Ok, sau khi mà chúng ta có một cái vùng khép kín giao nhau với cái này thì tôi chỉ việc là gì đây? Sử dụng công cụ gì nhỉ? Sử dụng công cụ Smart Fill. Tôi chọn bằng cách là bấm vào đây, lấy mẫu màu này, đo và kích một cái vào đây là tôi sẽ có được cái phần giao nhau. Đến đây, bỏ đường này đi. Và tôi sẽ tô cái thằng này. Tô thằng này thì là tô gì đây? Tô chuyển đúng không? Nó hơi vòng thì tôi sẽ phải có cái khoảng sáng ở giữa và gì đây? Khoảng tối ở hai bên. Thì chọn đối tượng này, tô theo kiểu tô Fountain Fill. Và bây giờ chúng ta sẽ làm theo cái cách là gì đây? Thêm một cái điểm vào giữa này. Tôi sẽ chọn, nếu mà thích thì các bạn có thể là làm theo cái cách gì đây nhỉ? Nhại nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm theo kiểu nhại này, đúng không? Bây giờ tôi lấy gì đây? Không chọn cái gì cả và tôi dịch cái thằng này ra. Đây, thiết lập lại này. Ví dụ tôi cho nó dịch sang độ khoảng 70 này. Ok, đến đây. Dịch ra để không bị trùng vào cái thằng này, đúng không? Bây giờ chọn tô này, được chưa? Tiếp tục này, nhấp đúp này, lấy mẫu màu này, mẫu ở đây này, đầu này thì làm sao? Lấy mẫu màu này, ở bên hông này, chọn thằng này nữa này, lấy mẫu màu này, lấy bên hông này này. Đấy, thế còn lại thì chúng ta làm sao đây? Điều chỉnh những cái này, đúng không? Đấy, cách thức của chúng ta là đại loại là như thế. Còn bây giờ muốn đưa nó về đúng chỗ thì làm sao đây? Lại chọn và chúng ta lại di bằng gì? Di bằng phím mũi tên. Vừa nãy chúng ta bấm bằng phím mũi tên để dịch ra một khoảng, bây giờ chúng ta lại trả về một khoảng mũi tên như thế. Và hủy đường viền đi. Đồng thời là gì đây ạ? Nhắc lại cho tôi cái nắp này lên trên cùng. Shift bắt up đúng không? Tất cả cái nắp này lên trên cùng. Vậy là chúng ta thêm được cái thân. Nhưng cái này cứ lặp lại như thế. Nhưng mà nguyên tắc ở đây chỉ là gì đây? Cắt hàng và tô để tạo khối. Đấy. Thế đối với các cái lệnh tô này thì trong cái bài này thì nó cũng tương đối là đơn giản thế thôi. Thế còn thực ra ở trong này thì có duy nhất cái này là các bạn chưa làm được. Vì sao? Vì các bạn lại chưa có cái kiến thức về cái phần mà đường này. Thì bây giờ tôi cũng nói nhanh luôn về cái đường này. Đây, về đường thì chúng ta sẽ có các cái thiết lập về outline pen. Thế outline pen này thì như thế nào? Đây, tôi vẽ một cái đối tượng. Thì về mặt nguyên tắc nó sẽ gì đây? Nó sẽ có đường viền này.
bề mặt không có đường viền và thiết lập sẵn là màu đen và nó sẽ được thiết lập một độ dày nào đó. Thế bây giờ tôi sẽ xử lý có những cái gì ở đây đối với đường viền. Nếu mà các bạn tăng giảm độ dày thì các bạn có thể vào đây, các bạn chọn cho tôi một cái tham số ở trong cái danh sách ở trên thanh property, hoặc các bạn có thể gì đây vào công cụ Outline Pen. Bây giờ chúng ta sẽ nói sâu hơn một chút về công cụ Outline Pen. Trong nhóm này thì nó cho phép các bạn thiết lập một số thứ. Ví dụ No Outline thì nó tương ứng với cái nút gạch chéo này là hủy. Highlight là cái dạng mảnh như sợi tóc. Thế còn sau đó thì đây, các độ dày này nó cũng gần tương tự như đây. Thế còn lại cái Outline Pen mới là cái mà chúng ta sẽ nói sâu hơn về cái đối tượng đường viền này. Đây, nó cho phép chúng ta thiết lập rất nhiều thứ. Một là màu. Không thích màu đen như mặc định nữa, các bạn có thể chuyển sang một màu khác. Đấy là một thứ. Thứ hai nữa là độ dày, trong này cũng cho phép là thiết lập cái độ dày. Thứ ba, đơn vị, có thể tính bằng một đơn vị nào đó các bạn quen thuộc để cho các bạn dễ tính. Nó để thì là point, nhưng nếu mà các bạn làm thì chắc là tôi nghĩ rằng là đơn vị quen thuộc nhất của chúng ta đó là mm, cm, đúng không? Thích bao nhiêu thì các bạn điểm vào đây. Ở đây nó có thêm một cái nữa là gì đấy? Style. Style này thì nó sẽ cho chúng ta mấy dạng. Một là solid thì là nó sẽ là nét liền, không đứt. Đấy, thế còn lại là việc còn lại là chúng ta sẽ thay đổi về màu và độ dày của nó thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có những cái dạng là gì đây? Các dạng nét đứt, nét chấm khác nhau. Muốn như thế nào thì các bạn chọn sổ danh sách ở đây ra mà lấy. Sau đó thì chúng ta sẽ có một số các cái thuộc tính ở đây. Ví dụ như là cong nhe này hay light cap này. Thì cái này là cái gì? Đây, quan sát tôi phóng lớn cái này lên để cho các bạn. Các bạn nhìn thì các bạn mới hình dung ra được. Đây, một hình như thế này. Bây giờ tôi mới can thiệp vào nó bằng cách là thay đổi các tham số ở trong phần Outline Pen. Mặc định nó đang ở cái gì đây? Meter cong nhe này. Bây giờ nếu tôi bấm sang đây, nhấp OK, có thấy cái gì đây không ạ? Góc này không vuông nữa mà nó được làm về tròn. Tiếp nữa thì tôi sẽ có gì? Vat. Này, đây là có nhà nhé. Tiếp nữa thì chúng ta có cái gì nữa? Đây là cái hình mà nó nối là kín. Chúng ta cũng có những cái đường mà đường hở. Đường hở có nghĩa là có điểm đầu và có điểm cuối. Này, bây giờ chúng ta quan sát. Đường này dù ngắn dù dài thì nó cũng sẽ bắt đầu bằng một điểm điều khiển và kết thúc bằng một điểm điều khiển ở mỗi phần đoạn. Khi mà chúng ta chọn cái công cụ này, chúng ta điều chỉnh nó. Thì ví dụ như là nó có cái line cap này. Ở đây, nếu tôi bấm vào đây là mặc định, thì cái đường này của tôi dài ở đâu thì cái điểm điều khiển nó nằm đúng ngay ở cái đầu này. Nếu bây giờ tôi chọn cái điểm thứ hai, cái kiểu thứ hai, nhấp OK, thì các bạn sẽ thấy là cái đầu này nó sẽ được làm gì đây, làm tròn đầu lên và cái điểm điều khiển nó hơi nằm tụt ở bên trong một tí. Đấy. Trường hợp thứ ba là đầu này nó cũng trồm ra ngoài nhưng mà nó vuông, nó không tròn. Cái này để làm gì? Cái này để giải quyết các cái đường mà nó sẽ có độ gãy gập. Độ gãy gập, nếu như mà tôi để cái đường đó mà điểm điều khiển và cái đầu đường đấy mà nó bằng nhau luôn thì đôi lúc nó sẽ tạo ra cái hở. Nếu như mà chúng ta có đường gãy gập đấy, nó sẽ hở ra. Ví dụ như này, những cái này là để xử lý cái đầu này thôi. Đấy, bây giờ nếu như mà tôi chọn những cái này mà tôi xử lý lại cái đầu, đấy thì nó sẽ cho những cái đầu khác nhau, đấy, tròn hoặc là vuông hoặc là bằng hoặc là nó phần giao nhau. Đường bé thì rất khó nhìn, nhưng mà nếu mà một cái đường to có độ dày
thì lúc đấy chúng ta sẽ thấy là nó có vấn đề. Đây ví dụ tôi muốn là cho cái đường mà nó mượt thì ví dụ là tôi sẽ phải để cái đường ở chỗ này là nó tròn ra và nó tròn. Đấy. Thì đến cái đoạn những đoạn gãy này thì nó sẽ mượt, nó tròn hơn, thì nó không bị vát như thế này. Đấy thì nhưng mà ít khi mà chúng ta sử dụng cái này. Đấy, nói là nói để cho các bạn thấy thế thôi. Nhưng mà điều quan trọng nhất trong cái bài vừa rồi khi mà chúng ta muốn làm nó là cái gì? Nó là cái phần này. Đây, phần này là phần around. Around các bạn có thể gán cho bất cứ một cái đường đối tượng nào mà có đường viền. Đấy. Nhưng mà để nhìn thấy được nó phải là đường hở, tức là có được điểm đầu và điểm cuối. Option bình thường là thẳng, nhưng nếu như tôi sổ danh sách này ra và tôi chọn một cái kiểu gì đó thì tôi có thể gán một cái hình nào đó vào đây, ví dụ tôi gán hình máy bay này, bên này tôi gán một cái hình gì đó. Ok, đây các bạn nhìn, tôi có thể gán được một cái hình vào đây. Thế hình này có gán được cho hình kín này không? Gán được, nhưng mà các bạn sẽ không nhìn thấy. Đây. Thích gán thì vẫn gán được thôi. Một hình ở đầu, một hình ở cuối, ví dụ như này. Ok. Chúng ta không nhìn thấy, nhưng nếu như bây giờ mà tôi lại làm sao đây? Tôi cắt đứt nó ra. Còn nhớ lệnh cắt đứt không ạ? Break up. Đây, lập tức sẽ xuất hiện. Chỉ khi nào đường đứt thì các bạn mới nhìn thấy được những cái mũi tên mà các bạn thêm vào đấy thôi. Thế thì đối với cái bài này, quay trở lại với cái bài này nhé. Tất nhiên là vẫn còn thứ để nói đấy, nhưng mà chúng ta cứ quay trở lại bài đã, vì chúng ta đang demo. Thì chúng ta sẽ xem cái thao tác đối với bài này. Demo xong cái này tôi sẽ nói thêm một chút về cái những cái option còn lại, tại vì option này là một trong những cái rất là quan trọng trong cái việc thiết kế. Nếu mà mình không nắm được thì nó sẽ rất là đau đầu trong một vài trường hợp đấy. Đây, cái mô hình là gì đây nhỉ? Trái đất đúng không? Và các cái vệ tinh và máy bay các thứ nó bay xung quanh. Thì bây giờ chúng ta vẽ một hình tròn nhé, giữ control nhé. Tô này chẳng qua là tô gì đây? Tô chuyển thôi đúng không? Đây sẽ là tô kiểu này và sẽ là tô kiểu tròn này đó, đổi màu đi, lấy một màu xanh xanh đó và một cái kia là màu trắng. Việc còn lại của chúng ta sẽ là gì đây? Di dịch làm sao cho nó ra được đúng cái hướng, và cuối cùng thì chúng ta sẽ hủy bỏ cái đường viền đi. Vậy là tôi xong được cái khối ở bên trong. Thế còn cái này chúng ta sẽ vẽ bằng các hình elip. Trong đó thì chúng ta sẽ chuyển nó thành gì đây? Arc. Sau đó thì điều chỉnh cái này bằng cách là sử dụng Shape Tool, các bạn di dịch. Đó. Màu mè thì do các bạn thiết lập thôi, chuột phải để chọn màu. Tăng giảm độ dày bằng cách sổ danh sách này ra và thiết lập. Thế còn lại cái đầu thì sẽ do các bạn điền vào đây. Đây. Muốn đầu nào thì các bạn lại chọn ở đây. Ví dụ tôi chọn một hình này, chọn một hình này chẳng hạn. Thì lúc này nó sẽ xuất hiện. Đấy. Thế còn cái hình này to hay nhỏ thì do cái độ dày, nó sẽ có cái độ tương ứng với lại cái độ dày đường viền. Đường viền càng dày thì cái hình mà chúng ta chèn vào nó càng to theo. Hoặc ngược lại, chúng ta cho cái đường viền mảnh lại thì cái hình mà đầu mũi tên chúng ta chèn vào thì nó sẽ nhỏ lại. Thế thì bây giờ đây là có mấy hình thôi. Bây giờ các bạn cứ nhân bản lên và hoặc là các bạn vẽ ra vài đường xoay 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 góc để các bạn xử lý. Thế thì đấy là cái phần vẽ cái đường viền này. Tuy nhiên bây giờ tôi muốn quay trở lại để tôi nói thêm về cái option còn lại của cái đường viền. Thế đây, chúng ta phải nói thêm mấy cái vấn đề này tại vì nó tương đối quan trọng trong cái quá trình làm việc của chúng ta. Đây, các bạn quan sát nhé. Tôi có một hình như thế này. Bây giờ tôi tạm thời tôi bỏ đường viền đi, chuột phải vào đây và tôi sẽ kéo các thước vào để tôi đánh dấu các cái phạm vi thực sự của cái bề mặt của cái này. Ok, đến đây chúng ta đã xác nhận được rồi. Bây giờ nếu tôi cho đường viền lên, tôi sẽ chọn đối tượng và tôi nhấp chuột phải vào đây, tôi tăng nó lên, độ dày tăng lên. Bây giờ các bạn có thể cho tôi biết là cái đường viền này nó nằm ở vị trí như thế nào không ạ?
nó nằm ở trên hay nó nằm ở dưới so với cái mặt bằng mặt phẳng? Nằm ở trên, ok. Nó nằm ở trong hay nó nằm ở ngoài so với cái diện tích mặt phẳng? Nó sẽ nằm ở góc độ là nửa nọ nửa kia, tức là một nửa nó sẽ ăn vào bên trong, đúng không, và một nửa nó sẽ ra phía ngoài. À, một nửa trong một nửa ngoài. Như thế có nghĩa là bây giờ nếu như mà tôi đây, bây giờ các bạn nhìn nhé, cái vạch xanh này là vừa nãy tôi vẽ ra là để tôi làm sao, để tôi đánh dấu cái diện tích thật của cái bề mặt, đúng không nào? Thì rõ ràng là cái bề mặt thật của nó phải nằm đến sát cái vạch này cơ, đúng không? Thế bây giờ tôi điền cái độ dày vào đây, thì mọi người nhìn thấy là cái độ dày này tôi để là 10 poi, nhưng mà thực ra như thế là nó lấn vào trong 5 poi và nó lật ra ngoài 5 poi. Đấy. Như vậy là đường càng dày thì nó sẽ lấn vào trong bề mặt càng nhiều. Thế bây giờ tôi muốn là có một cái độ dày nhưng mà lại không làm cho cái bề mặt nó bị thu hẹp lại, thì tôi sẽ phải điều chỉnh như thế nào? Đây, chúng ta sẽ xem trường hợp này. Các bạn sẽ có hai cái tùy chọn ở bên dưới này. Tùy chọn đầu tiên là tùy chọn B2Fin. B2Fin nếu như tôi đánh dấu vào đây và tôi nhấp OK, thì cái đường viền nó sẽ chui xuống và nó nằm bên dưới cái bề mặt nhé. Lúc này thì nó có bị mỏng đi không? Nó không mỏng đi. Trên con số báo cáo ở đây thì nó vẫn khai báo là cái đường viền này dày 10, nhưng do nó bị giấu xuống dưới cho nên cái phần 5 mà ăn vào trong ấy là nó bị cái bề mặt nó che đi rồi, và chúng ta chỉ còn nhìn thấy cái 5 lật ra ngoài thôi. Cho nên nếu muốn mà có một cái hình mà có bề mặt mà nó cũng vẫn diện tích như thế mà đường viền mà dày 10 ấy, thì các bạn chọn dưới đây B2Fin, nhưng lúc đấy các bạn phải tăng gấp đôi lên thì nó mới lật ra ngoài như thế này được. Lúc ấy là chúng ta sẽ phải để là 20 cơ, thì nó sẽ là 10 ra ngoài, 10 giấu vào trong nhưng mà nó ẩn xuống dưới bề mặt. Thế và bây giờ còn một cái nữa cũng cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta làm việc với Corel, đó là cái chế độ này, Scale with Object. Nếu tôi đánh dấu cái này thì có điều gì xảy ra? Đây, bây giờ chúng ta sẽ xem trước cái ví dụ như thế này để chúng ta hình dung. Đây là một hình mẫu, đúng không? Bây giờ tôi nhân bản một cái hình mẫu thứ hai. Đây, bây giờ bỏ bớt cái này đi. Select on guideline thì xóa hết guideline đi. Bây giờ tôi sẽ so sánh này. Đây là hình mẫu. Bây giờ nếu tôi kéo sang bên này và tôi chuột phải thì tôi sẽ có hình thứ hai giống hệt, đúng không? Sau đó thì tôi mới quay trở lại cái này và tôi điều chỉnh lại cái tham số như vừa rồi tôi đã nói. Đó là đánh dấu và scale with object. Ok. Bây giờ về mặt diện tích, về mặt view, hiện tại hai thằng này giống hệt nhau, không có gì khác cả. Bây giờ tôi mới chọn cả hai thằng này và tôi hoặc là phóng to hoặc thu nhỏ. Thu nhỏ đi. Nào, chúng ta xem nó ra cái gì nào. Có điều gì khác nhau không ạ? Rất khác, đúng không? Trường hợp bên này là tôi đã đánh dấu scale with object, còn trường hợp bên này thì không. Thì các bạn sẽ thấy rằng là khi tôi phóng to hoặc thu nhỏ một đối tượng, nếu mà không có cái sự đánh dấu đó thì độ dày đường viền là bất biến. Khi tôi thiết lập, đây các bạn nhìn nhé, vừa nãy tôi đánh dấu cái này là 20 poi thì bây giờ cái hình thu nhỏ lại, độ dày đường viền vẫn báo là 20 poi. Diện tích nó còn to như diện tích bề mặt nó còn to như cũ không? Không to như cũ, đúng không? Nó bé lại, còn bằng một phần rất là nhỏ. Nhưng mà đường viền thì vẫn cứ giữ nguyên độ dày. Thế còn thằng này thì bao nhiêu đây? Từ 20 khi mà diện tích thu nhỏ lại thì độ dày đường viền nó cũng chỉ còn có 3,6 mấy thôi. Như thế nghĩa là độ dày đường viền sẽ co duỗi theo diện tích bề mặt, để nó luôn luôn đảm bảo cái tỷ lệ giữa độ dày đường viền và diện tích bề mặt là không đổi. Đấy, cái này là một cái cực kỳ quan trọng trong cái lúc mà chúng ta làm, nếu như các bạn làm việc với đường viền.
thì các bạn luôn luôn nhớ cho tôi là phải đánh dấu cái option đó, tức là chọn đối tượng, sau đó vào công cụ gì đây ạ, công cụ online pen đó, hoặc là các bạn nhấn luôn F12 và các bạn đánh dấu cái này cho tôi, scale with object. Nếu không thì sẽ dẫn tới trường hợp như thằng này. Đây, thằng này thì là lúc này chúng ta thấy là đường viền của nó lại quá dày, đúng không? Nhưng nếu mà bây giờ tôi phóng thằng này lên thì sao? Phóng lớn thằng này lên thì sao? Lớn nữa thì sao? Thì lúc này thì diện tích bề mặt lại rất lớn nhưng mà đường viền thì vẫn giữ nguyên, thì lại thành ra mỏng. Tức là cái tương quan giữa bề mặt và cái đường viền nó bị thay đổi, và nó không còn giữ được cái tỷ lệ, không còn giữ được cái sự thuận mắt như lúc ban đầu nữa. Thế cho nên là làm việc với lại các cái chương trình họ vector, không phải chỉ riêng Corel nhé, Illustrator cũng như vậy. Tức là đường viền nó sẽ bị giữ nguyên độ dày nếu như chúng ta không xử lý, và do đó khi tôi phóng to hoặc thu nhỏ, lập tức cái tương quan giữa độ dày đường viền và diện tích bề mặt nó bị thay đổi. Nhưng thực ra thì cái cách mà làm theo kiểu đường viền này thì đấy là cách làm việc theo kiểu tư duy Việt Nam. Chúng ta hay làm bằng đường viền mà chúng ta điều chỉnh như thế. Còn có cách nào tránh được cái chuyện này không? Có, đây chúng ta sẽ làm như thế này. Không cần áp dụng những cái tùy chọn đấy cũng được, nhưng lúc đó chúng ta sẽ phải có một xử lý riêng. Chúng ta xử lý như thế nào? Chúng ta xử lý bằng cách là vào chọn đối tượng này, sau đó vào object này. Trong object này thì các bạn sẽ có cho tôi một cái lệnh thứ hai. Vừa nãy là chúng ta đã làm quen với lệnh convert to curve, tức là biến một cái hình đặc biệt trở thành một hình vẽ bình thường, không chứa những thuộc tính riêng. Ví dụ như là hình chữ nhật thì không có những thuộc tính về góc, hình ellipse không có những thuộc tính về cung. Đấy. Thế còn bây giờ chúng ta có một cái lệnh thứ hai là convert outline to object. Trong trường hợp này là nó sẽ biến cái đường viền thành một đối tượng, mà đối tượng thì không có độ dày nhất định, nó chỉ có diện tích to nhỏ thôi. Đây, tôi bấm vào đây. Xong. Bây giờ chúng ta có cái gì? Chúng ta có đường viền đã được biến thành diện tích như là bề mặt rồi. Bây giờ chúng ta co kéo nha. Đấy. Đây, chọn cả hai nha. Kéo này. Diện tích to lên bao nhiêu thì đường viền to theo bấy nhiêu. Diện tích nhỏ đi bao nhiêu thì làm sao? Đường viền cũng nhỏ đi theo bấy nhiêu. Tại vì lúc này nó có phải là đường viền nữa không? Không phải là đường viền, nó chỉ là một hình vẽ vốn trước đây là đường viền thôi. Đấy, và do đó thì chúng ta sẽ không còn cái vấn đề lúng túng là phóng to hay thu nhỏ đối tượng nữa. Có rất nhiều bạn là dính vào cái chuyện này, tại vì cái thói quen làm việc là mọi người làm không chuẩn. Không chuẩn là như thế nào? Không chuẩn có nghĩa là các bạn không cần quan tâm tới cái yêu cầu của khách hàng về mặt kích thước. Ví dụ người ta yêu cầu là vẽ cho tôi một cái logo đó. Nhưng cái logo này sẽ làm ở đâu? Đặt vào cái gì? Ví dụ cái logo mà chúng ta đặt ở trên cái cáp thì cái logo nó rất bé, nó chỉ bằng độ khoảng cái đầu ngón tay chúng ta thôi. Thì đấy là cái kích thước để chúng ta đặt vào cái composite. Nhưng chẳng hạn cũng vẫn cái logo đó của cái thương hiệu đó, nhưng bây giờ người ta làm một cái băng rôn treo ngang đường, nghĩa là nó rộng độ khoảng 5m, cao 1m chẳng hạn. Một cái tấm to như thế treo ngang đường luôn, 5m đến 7m. Thế thì rõ ràng là cái logo mà đặt ở trên đó, diện tích nó lớn thì nó sẽ rất là to. Đấy. Và nhiều bạn thì sẽ làm theo cái kiểu là vẽ xong rồi là những cái chỗ nào mà đặt được đường viền thì đặt đường viền, và sau đó thì tăng giảm cái kích thước của đường viền đó theo cái kích thước của cái sản phẩm mà các bạn muốn đặt nó vào. Tôi lấy ví dụ như là các bạn đặt cái logo đó vào trong cái composite thì ok, cái đường viền nó mỏng mỏng nhỏ nhỏ vừa vào với cái logo đó rồi. Thế sau đó thì bạn vẽ xong rồi, bạn thiết lập xong, bạn đặt vào trong cái composite rồi, sau đó thì bạn lại tiếp tục làm gì đây? Làm tiếp đến cái banner rất là to, đúng không? Đến mấy mét. Bạn đặt chữ trước vào xong, sau đó thì bạn chừa một khoảng và copy lấy cái logo bé tí ở cái composite ấy. Bạn kéo lên. Kéo được không? Kéo được, tại vì là vector nó sẽ không bị suy giảm chất lượng khi mà các bạn co kéo về mặt kích thước. Nhưng các bạn lại chết một cái đoạn là các bạn làm đường viền
cái cavity nó bé thì cái đường viền nó độ khoảng không phẩy mấy point thôi, nhưng mà đến lúc mà như thế là vừa, nhưng đến lúc mà chúng ta kéo cái lên nó độ khoảng 80 phân 90 phân để các bạn đặt vào cái banner to đấy chẳng hạn, thì lúc đấy cái đường viền của các bạn coi như mất hút, tại vì là diện tích nó quá to rồi, trong khi đường viền nó vẫn cứ đo theo một cái tham số cố định, thế là thôi, coi như mất luôn đường viền, chỉ cần sơ sẩy lơ đãng một tí tẹo không để ý là ấy. Thế cho nên là người ta làm, nếu mà đã hoặc là không làm thì thôi, hoặc là nếu làm thì người ta phải đặt đường viền xong, người ta bao giờ cũng phải có thêm một cái thao tác là gì đây, convert outline to object, tức là biến luôn cái đường viền đó thành bề mặt, một dạng bề mặt, và bề mặt thì co kéo thoải mái, không bao giờ bị thay đổi tỷ lệ theo cái diện tích của cái hình mà chúng ta kéo to hay nhỏ. Thì đấy là mấy cái mà tôi trao đổi thêm với các bạn về cái phần liên quan đến đường viền. Đấy, thế thì như vậy là chúng ta đã demo nhanh được cái bài này này. Đấy, và chúng ta chỉ thêm cái bài này. Thế còn cái Konica này còn có cái gì thắc mắc không? Hôm trước là chúng ta đã nói rồi đúng không? Vẫn là quay thôi đúng không? Còn cái phần này là vẽ và cắt. Chân là vẽ và cắt. Đây, nhắc lại một tí về cái này. Tất cả nó chỉ là hình tròn thôi. Đây là một nửa vòng tròn thì nó sẽ là 0 độ và 180 độ là một nửa vòng tròn. 180 độ. Đó. Đây là một pi. Tiếp nữa là trong này chia ra là 10 múi, vậy thì 180 độ chia 10 nó sẽ là 18 độ thôi. Là một cái. Bây giờ bản thân nó là tròn và lặp lại theo kiểu đồng tâm, vậy thì tâm quay nó phải chạy về đây. Nhấp đúp ra tâm quay, giữ control các bạn kéo thì kiểu gì nó cũng sẽ chạy về góc cuối. Đấy, và thiết lập lại cho tôi góc quay. Control G. Control. Đây, tăng lại thành 18. Nhấp OK. Bây giờ tôi sẽ tiến hành quay. Giữ control, chắc chắn là mỗi một lần quay này đúng 18. Chuột phải, control R. Đến đây, xong. Đo màu. Đó. Tô, giữ shift. Đo, tô, giữ shift, đo, tô. Cuối cùng thì chọn hết và chuột phải vào đây, cắt đi. Việc còn lại là vẽ và cắt theo cái hình này. Hôm trước thì chúng ta đã nói rồi, thực ra nó lặp đi lặp lại rất giống nhau ở trong cái này thôi. Đó. Shift này vào đến đây được cái lòng, chuột phải, shift này kéo đều đến đây. Cuối cùng thằng này là về tròn cho tới khi nào khớp thì thôi. Nhắc lại sang các cái đối tượng khác. Và điều chỉnh lại các góc. Đấy, ví dụ thằng này thì kéo xuống. Thằng này thì trả lại là 0. Thằng này trả lại là 0. Thằng này trả lại là 0. Sau đó thì thằng nọ cắt thằng kia. Đấy, thì quy tắc của nó chỉ đơn giản thế thôi. Hơi phức tạp một tí ở cái chữ A này, nhưng vẫn chỉ là những hình này cắt đi cắt lại một tí thôi. Ở đây thì demo nhanh về cái bài này thì nó là như thế, giới thiệu thêm mấy cái ví dụ như là cách vẽ của cái này, cách vẽ của những hình cân. Đấy, giải thích thêm về cái khiên này, về giải quyết sáng tối, ngửa lên hay úp xuống, giải quyết về lý thuyết về cái cách làm sao tô cho nó đều của cái này, và thêm một phần mới nữa là cái phần điều khiển của cái đường viền. Thế còn đường viền vừa nãy chúng ta có nói về cái gì nhỉ, đường đứt hay đường này, thì đường đứt này nó làm cái gì? Không phải lúc nào chúng ta cũng cần đường liền đúng không?
có những trường hợp chúng ta cần đường đứt, ví dụ như là như thế nào là đường đứt nặng. Chẳng hạn như là tôi vẽ một cái quần jean đi. Đó. Thì các bạn sẽ thấy rằng là chẳng hạn như là màu của nó như thế này. Bây giờ nếu mà tôi vẽ một cái phần đường chỉ, đường này nó có phải là chỉ cho jean không? Không phải đúng không? Nó liền. Nhưng mà nếu như mà tôi cho nó dạng gì đấy, dạng đứt đoạn thì nó ra. Ví dụ như thế. Hoặc là trong cái trường hợp chẳng hạn như là chúng ta vẽ một cái bản đồ chẳng hạn. Bản đồ thì chúng ta có biên giới. Biên giới thì không có liền, biên giới là các đường đứt chẳng hạn. Đây, chẳng hạn như là chúng ta làm cái vẽ nhanh cái hình bản đồ chẳng hạn. Đó. Này, ví dụ này. Đấy, ví dụ. Thế bây giờ nếu mà tôi vẽ cho nó có đường biên giới. Đây, ví dụ tô màu. Đây sẽ là đường liền hết tất cả. Nhưng biên giới biển thì nó là đường liền được, đúng không? Nhưng mà trên bộ thì không phải như thế. Trên bộ thì lúc đấy chúng ta sẽ phải có đường đứt. Thì lúc này thì chúng ta sẽ phải giải quyết cái gì ạ? Tôi sẽ nhân bản một cái lên này. Ctrl G này. Xin lỗi. Phím cộng này. Phím cộng ở phần bảng điểm số. Sau đó tôi tạm thời tôi cắt nó đi, giấu đi. Bây giờ tôi bỏ cái đường viền đi, có nghĩa là đây chỉ có bề mặt. Bây giờ Ctrl V dán vào thì tôi sẽ có một cái đè lên. Lúc này tôi không cần bề mặt nữa thì tôi chỉ để đường viền thôi. Đây. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tách nó ra đã. Ví dụ đây, mũi này tách đôi. Ví dụ chỗ này chẳng hạn, tách đôi. Tách đôi xong thì đây vẫn là một đối tượng. Và nó sẽ có gì đây? Nó sẽ có hai mảnh. Bây giờ lệnh tách ra là cái gì nhỉ? Còn nhớ không? Mọi người còn nhớ không? Một đối tượng có nhiều mảnh. Muốn tách ra. Đây, Ctrl K. Break. Đây, sau khi break rồi thì đây là một đối tượng. Và đây là một đối tượng. Đối tượng này là cái đường viền bờ biển đấy thôi, chúng ta giữ nguyên. Hoặc là bỏ đi, hoặc là giữ thì chúng ta sẽ giữ nó nét liền. Thế còn đối với gì đấy? Đối với cái đối tượng bên này là đường biên giới thì tôi sẽ chọn nó, tôi sẽ cho nó một cái độ dày nào đó, đúng không? Và tôi sẽ chọn cho nó một cái kiểu đặc trưng của biên giới là nét đứt chấm gì đó. Đại loại là như thế này. Đó. Ví dụ như thế thì chúng ta mới có thể là làm được những cái dạng đường như thế này. Tại vì đường liền thì nó không phải trong trường hợp nào thì chúng ta cũng cần đường liền. Đấy, những cái đường giá trị của các đường đứt thì nó sẽ ứng dụng trong từng lúc, một lúc nào cần đường đứt thì chúng ta chuyển đường đứt. Thế đấy là một vài cái vấn đề trao đổi thêm về cái các cái đường stroke. Ok, bây giờ các bạn đã làm lại được hết cái phần kia chưa? Có cần làm luôn không hay là để về nhà xử lý sau và chúng ta trao đổi tiếp?